Áp thấp nhiệt đới đang ngày càng tiến sát đất liền nước ta và có cường độ mạnh dần, tuy nhiên chưa lên được cấp gió bão. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, trong đêm nay và rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào khu vực Ninh Bình và Thanh Hóa. Trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, gây ra tình trạng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 tại đây. Trong đêm nay và rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, với cường độ mạnh nhất có thể đạt mức cấp 6, cấp 7. Sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến hết ngày 8 tháng 7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Người dân đề phòng với sạt lở đất đá, lũ quét vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối.